Chào tất cả mọi người ha. Hôm nay mình có một cái video để chia sẻ cho những bạn mới tầm năng tượng về một vài loại đất xét có trên thị trường, cũng giống như là tính năng của những loại đất đó, cho các bạn có thể chọn được cho mình một loại đất phù hợp để mình về tập nặng ha. Như ở đây mình có là bốn loại đất, có nghĩa là bốn loại này thì chỉ là một vài trong số những loại đất có trên thị trường thôi nha mọi người, chứ không phải là tất cả đâu. Mình chỉ được trải nghiệm bốn loại này thôi, mình chia sẻ lại cho mọi người. Đầu tiên là đất tự khô. Đất tự khô là loại đất để ngoài, khi mình để ngoài không khí, để ngoài môi trường tự nhiên một thời gian nó sẽ khô lại. Nó khô lại là mình không còn thao tác gì được cho nó nữa, nó cũng không có bị biến dạng không gì hết, nó sẽ khô lại, nó thành một cái sản phẩm hoàn chỉnh của mình. Rồi một loại đó là loại đất sét sáp dầu. Đất sét sáp dầu là loại đất mà khi mà mình tác dụng nhiệt độ cao lên nó sẽ chảy ra, mềm ra. Với một cái nhiệt độ nhất định thì nó sẽ chảy ra. Khi đó mình sẽ thao tác trên đất. Khi mà mình thao tác xong á, mình để nó ngoài môi trường tự nhiên thì một thời gian nó sẽ nguội lại và nó sẽ cứng lại. Đó là đất sét sáp dầu. Một loại nữa là loại đất sét nung. Đất sét nung thì nó có nhiều loại lắm, nhưng mà ở đây mình có chỉ có đất polymer thôi. Polymer thì nó khi mà mình tạo ra sản phẩm xong, mình có thể đem nung nó, đem nướng nó, hấp nó gì đó. Sau khi mình tác dụng nhiệt độ cao lên nó sẽ cứng lại. Nó sẽ cứng lại như là nhựa vậy đó, cứng ngắt ha. Rồi là ba loại, mình có một loại nữa là loại đất sét kiểu ngày xưa mà khi mà mình đi học thủ công á, thầy cô cho mình loại đất sét đấy, nặng này nặng kia, loại sét là đất sét kiểu giống như là đất sét bình cũ vậy đó, nó không mềm cũng không cứng, nó không bị mềm cũng không bị cứng, khi mà tác dụng nhiệt nó vẫn giữ với nhiệt độ, nó vẫn giữ cái trạng thái đó hoài luôn. Rồi bây giờ vô chi tiết ha, mình sẽ giới thiệu cho mọi người cái loại đất sét tự khô. Trong đất sét tự khô á, thì mình sẽ có hai loại, đó là đất sét nặng và đất sét nhẹ. Đất sét nặng, đất sét nặng thì tại vì nó nặng, đất sét nhẹ thì tại vì nó nhẹ. Cái này là nặng chứ, đây nhẹ đây, đây nhẹ đây. Nó nhẹ hơn đất sét nặng thì mình gọi là đất sét nhẹ, không biết mình gọi có đúng không á, theo những gì mình tìm hiểu thì nói là vậy á. Đây là đất sét nặng nè, đất sét nặng thì nó sẽ mềm dẻo giống như bột vậy đó, thấy như bột mà mọi người làm bánh vậy đó. Còn đất sét nhẹ thì nó như bông vậy đó, mọi người bóp vô nó như là kẹo bông gòn, như nó kiểu kiểu vậy đó, nó mềm xèo à, nó nhẹ hơn. Hai loại đất này á, thì là đều là đất tự khô, tính chất thì nó cũng tương tự như nhau, chỉ có cái là nguyên liệu để làm ra nó với lại cái thành phẩm nó sẽ khác nhau. Cái đất sét nặng ở đây mình sử dụng thì có một loại là đất sét Thái, đất sét nặng của Thái. Ở đây mình cũng có một loại là đất sét này là của Việt Nam mình tự sản xuất nè, tự pha trộn, tự pha chế gì đó. Đương nhiên là nó cũng tính chất nó giống nhau, nhưng mà chỉ khác nhau ở một vài cái yếu tố, như là cái đất sét Thái thì nó sẽ mịn hơn, dẻo hơn, dai hơn. Còn đất sét Việt Nam thì nó sẽ hơi bị, nó hơi thô với lại nó hơi khô, nó không được mịn bằng. Khi mà mình thao tác trên cái loại đất này á, thì các bạn sẽ cần phải có một cái kem bôi. Cái này là mình gọi là ủ đất ha, kem ủ đất. Cả loại này cũng vậy, cả hai loại đất nhẹ là mình sử dụng kem ủ đất. Cái này khi mà mình thao tác á, mình nặng đất á, trong quá trình mình nặng á, mình sẽ bôi một lớp bề mặt của đất. Nó tác công dụng của nó là giữ cho đất lâu khô hơn, nó sẽ hạn chế bị nứt bề mặt của đất khi mà mình thao tác. Tại vì khi đất này mình đem không khí á, nó sẽ tự khô lại mà, thì những cái bề mặt đó nó sẽ khô nhanh hơn là bên trong lõi. Khi mình thao tác nó sẽ bị nứt dần đi, khi mà mình làm không đủ nhanh để cho đất nó khô thì đất nó sẽ khô dần dần mà nó nứt. Mình bôi cái lớp này bên ngoài nó sẽ đỡ nứt hơn. Đây là kem ủ, mình gọi là kem ủ. Nếu mà mọi người không sử dụng được cái này thì mọi người có thể sử dụng vaseline cũng được. Vaseline nó giống như vậy nè. Còn không thì mọi người mua loại này, thì mua đất thì những chỗ bán đất họ vẫn có bán cái này ha. Một cái là kem mềm đất. Kem mềm đất này thì mình chỉ sử dụng được cho cái đất nặng thôi nha mọi người. Đất khô thì không có tác dụng mấy.
cái mềm đất này, có nghĩa là khi mà cái bề mặt của cái đất này nó hơi khô rồi á, mình thao tác nó khó rồi á, thì mình nhào nhào lại với cái kem mềm đất này, mình nhào nó khoảng 1-2 phút, 1 phút gì đó là nó sẽ mềm lại, nó mềm lại để cho mình dễ thao tác hơn. Nó mềm lại thôi nha, chứ cái tính chất như lúc đầu nó không còn nữa, nó chỉ mềm lại để cho kiểu như là mình để cho đỡ phí đất thôi, cái tính chất của đất ban đầu nó không còn nữa, nó đã bị khô bớt đi rồi. Cho nên là trong lúc mình nặng nó cố gắng mình thao tác nhanh, với lại những phần đất thừa thì mình gói bảo quản lại giống như vậy nè, gói lại, gói kỹ càng tốt, nó sẽ lâu khô hơn. Rồi khi mà những cái này nó tương đối khô rồi đó, mình muốn kết dính lại nó lại với nhau á, thì mình sử dụng keo ha, keo sữa. Cái này keo sữa mình mua bịch lớn chứ ra cho nó dễ sử dụng ha, keo sữa. Còn khi mà nó còn ướt thì mọi người dán vô nó tự dính thôi, không cần keo. Còn màu thì ở đây mình có màu bột. Mình sử dụng màu bột, mọi người có thể sử dụng màu bột hoặc là màu acrylic cũng được. Màu acrylic mình pha trực tiếp vào đất, pha trực tiếp màu vô đất xong rồi sau đó mới nặng nha mọi người. Chứ mình không tô màu, tô màu thì những cái màu mà mình tô lên nó sẽ không, nó không đẹp bằng, không tự nhiên bằng mình pha trực tiếp với đất. Màu thì mình có thể dùng màu bột này hoặc là màu acrylic đó. Rồi đây là mình pha màu rồi nè, đây màu mình pha rồi nè đó, nhìn nó rất là đều, rất là mịn, rất là đẹp. Còn màu khi mình tô lên phải có kỹ thuật thật tốt tô nó mới đẹp, còn không cứ pha như vậy nhìn cho nó đẹp đó. Đây là bình thường mua vậy nó sẽ có màu trắng như vậy, còn không thì ở một số cái shop đó, họ sẽ có pha màu sẵn cho mọi người luôn, mọi người mua màu sẵn về cũng được, còn không thì mình pha nó sẽ được nhiều màu hơn, nhiều loại màu hơn. Rồi cái đất nặng này á, để mình khui ra thử cho mọi người coi ha. Yeah. Đó rất nặng nè, đó nó như là bột vậy đó, đó nó như là bột vậy đó. Khi mà mình thao tác mình sẽ nặng, mình nặng hình này nặng hình kia đó, xong rồi mình sẽ để không khí một thời gian thì nó sẽ khô lại đó. Đây là đất nặng, khi mà mình mua về á mọi người nó sẽ rất là dính nha, chứ nó không có được như vậy đâu. Tại vì cái này là mình đã nhào rồi nè mọi người, khi mà mọi người pha màu vô á, mọi người pha màu vô, mọi người pha nhào nó đi, nhào thật là kỹ nha, nhà càng kỹ nó sẽ đất nó sẽ càng dẻo nè, nó sẽ càng dẻo, nó không bị răng, nó không bị răng cưa, nó không bị khó bị nứt hơn, nó sẽ rất là dẻo và nó không dính tay. Còn khi mà đất mình mới khui ra, mình chưa nhào, nó rất là dính tay. Mọi người pha màu vô xong mọi người nhào cho kỹ đó, trước khi nhào mọi người pha cái này nè, pha kem ủ đất vô tay để cho nó đỡ dính tay ha. Rồi cái màu cái đất, đây là đất nhẹ đó, cái đất nhẹ nó nhẹ như bông vậy, nó nhẹ tưng rồi mọi người, rất là nhẹ, nó nhẹ, nó mềm, nó mịn như nhung vậy đó nè. Đó đây là đất nhẹ thì hai loại đất này khi mà mình thao tác mà không khí nào vẫn nó sẽ mau khô ha, cho nên là cố gắng mình thao tác sẽ thật nhanh để cho nó không bị ảnh hưởng đến cái thành phẩm của mình. Đây rồi, để mình cho mọi người xem cái sản phẩm từ hai loại đất ha. Đây là sản phẩm mình nặng được từ loại đất nhẹ nè. Đó, đất nhẹ, khi mà đất nhẹ nó thành phẩm rồi á là nó sẽ khô lại thôi mọi người, chứ nó không cứng nha, nó sẽ khô nhưng không cứng. Đây nó rất là mềm, rất là dẻo nè mọi người, rờ nó vô nó mịn như nhung vậy đó. Rồi bóp nó nè, bóp nó mềm xèo à, nhưng mà nó không bị biến dạng. Khi mọi người bóp nó sẽ mềm nhưng không biến dạng đó. Nó có thể đàn hồi, độ đàn hồi của nó rất là cao nè, nó sẽ đàn hồi lại ở vị trí cũ nè, đó thấy không, đó nó như là nhung vậy đó. Đây là đất sét nhẹ nha mọi người, sản phẩm từ đất sét nhẹ. Rồi đất sét nặng, mình có một cái sản phẩm từ đất sét nặng luôn, đây sản phẩm từ đất sét nặng đó, nó rất là cứng, nó cứng như là thạch cao vậy đó. Đó nó cũng rất là bền luôn, rất khó gãy, rất khó bể đó. Nó rất là bền, nó gần như là nhựa vậy đó, nó cũng đàn hồi nhưng mà đàn hồi rất là ít, người bẻ nó quá thì nó gãy đừng có bẻ nó quá là được, nó rất là chắc chắn luôn. Với lại mình có một cái kinh nghiệm nho nhỏ khi sử dụng cái đất này nè, khi mua cái đất này nè, cái đất này mọi người ở cái này là đất Việt Nam ha, cái này là đất Thái. Đất Thái nó có hai loại, cái loại đất Thái nhãn trắng với loại đất Thái nhãn vàng. Đất Thái nhãn màu vàng á là nó loại hình như là loại 2, còn này là loại 1 á. Cái loại 1 này nó khác loại 2 ở chỗ là khi mà mọi người nặng ra một cái sản phẩm vậy nè, ví dụ mọi người nặng một cái hình tròn đi, mọi để đây. Khi mà khô nó sẽ vẫn còn giữ được cái hình tròn đó khoảng 90%.
Còn khi mà mọi người sử dụng đất loại 2 á, đất nhãn vàng hoặc là đất Việt Nam á, người nặng một cục hình tròn để ở đây đi, nó sẽ khi nó khô á, nó trong thời gian mà nó chờ đợi nó khô á, nó sẽ bị dẹp xuống như này, nó bị chảy á, mọi người không? Đất nó bị chảy sệ, nó không còn giữ phơm được, nó sẽ chảy xuống một ít thôi nha mọi người, chứ không phải là mình để nó dẹp luôn đâu, nhưng mà nó một ít thôi nhưng mà nó vẫn kém hơn này một tí. Cho nên khi mà mình mua thằng loại 1 này đi, sử dụng cho nó tốt. Với lại mình mới tập nặng mà mình sử dụng những cái này nè, nó sẽ dễ nặng hơn những loại kia rất là nhiều. Nó mắc hơn cũng không có bao nhiêu đâu, tầm 15-20 nghìn gì một ký thôi. Nó mắc hơn không bao nhiêu hết. Mua loại này sử dụng cho tốt. Với lại mình mới tập nặng, dễ nặng, không có bị nản chí nữa. Đây mình có một cái sản phẩm kết hợp từ hai loại đất luôn nè. Đó. Cái này là từ đất nặng nè, cái này từ đất nhẹ nè, cái này từ đất nhẹ nè, đó. Cái này là mình kết hợp từ hai loại đất, tại vì cái này nó hơi nặng á, cho nên mình sử dụng đất nặng làm á, thì mình không giữ được nó đứng như vậy. Đây. Rồi, đây là đất từ khô ha mọi người. Rồi tiếp tục, để mình dọn cái bàn á, mình tiếp tục cái loại đất kế tiếp cho mọi người. Tiếp theo là đất nung ha mọi người. Đất nung thì ở đây mình có polymer của Super Copy. Đây. Đây. Đất thì đất này thì lúc mà mọi người mới khui nó rất là cứng. Rất là cứng. Cho nên mọi người muốn thao tác mọi người có thể nhào nó một hồi đi. Nhào nó một tí đi. Nhào nó một lát nữa nó sẽ dẻo lại. Nó không còn cứng, nó không còn bở vậy nữa nè. Giờ đụng tới là nó nứt nè. Rồi nhào nó đi, nhào kỹ một tí. Lát nó sẽ dẻo lại, rất là dễ thao tác. Khi mà mọi người thao tác trên đất này á, thì mình phải sử dụng những cái dụng cụ ha. Chứ nặng tay nó cũng không nặng nổi, nó rất là cứng. Dụng cụ nặng tượng thì giống như mình đã chia sẻ clip trước vậy đó. Mình sẽ sử dụng những cái dụng cụ đó để nặng khối. Nó đất này thì rất là dễ, rất là dễ sử dụng, rất là dễ sử dụng trong những cái để làm những cái mô hình, để làm nó thành phẩm. Nó không có bị khô khi mà ở ngoài không khí, giống như là đất từ khô. Cho nên là mình muốn thao tác, mình muốn chỉnh sửa, mình muốn nặng trong khoảng thời gian bao lâu cũng được, nó không quan trọng. Còn khi mà mình nặng xong thành phẩm rồi đó, mình bắt đầu đem đi nung nó hoặc là nướng nó ở một cái nhiệt độ nhất định trong khoảng thời gian nhất định, mà trên cái bao bì của từng sản phẩm, từng lò mà các bạn mua nó có để trên đây nè. Mình nung nó đi, thời gian nó sẽ cứng lại. Với lại có một cái lưu ý nhỏ nhỏ là cái đất này khi mà các bạn nặng á, thì mình sẽ có một cái khung, với lại mình sử dụng giấy bạc để tạo một cái khối trước ha, xong sau đó mình mới đắp cái đất này vô để làm cái bề mặt thôi. Ở đây mình có sản phẩm này. Đây, ví dụ như mình có một cái sản phẩm từ đất polymer này đó. Mình sẽ có một khung nè, xong sau đó mình sẽ đắp giấy bạc trước, mình đắp giấy bạc cho nó ra cái khối trước, sau đó mình mới đắp cái lớp, một lớp mỏng đất này lên thôi, để mình tạo chi tiết, để làm cái chi tiết nha đó. Tại vì khi mà mình để một khối lớn đất như nè vô để sử dụng á, nó sẽ rất là hao đất, rất là phí đất. Với lại khi mà mình nung nó lên á, lúc mà mình nung xong á, khối đất nó dày quá, nó sẽ làm cho cái sản phẩm của mình bị nứt nè, đó, nứt nè, nó bị nứt nè, thấy không? Nó bị nứt nè, đó. Khi mà khối đất mình đắp dày quá nó sẽ bị nứt, cho nên là mọi người khi mà nặng á, mọi người nhào cho kỹ nha. Đây, cái này là nung xong rồi nó cứng nè, đó, nó rất là cứng. Cứng như là bột đá mà người ta làm những cái đá mài cái kiểu á, nó rất là cứng như là nhựa, như là đá luôn đó. Còn chưa nung thì nó mềm vậy, mọi người cứ thao tác thoải mái. Rồi mình chỉ có lưu ý là mọi người sẽ cần làm một cái khung đắp với bạc để cho nó ra một cái khối, xong sau đó đắp lớp đất sét này lên để làm chi tiết, tạo chi tiết. Cái này thì chi tiết thoải mái nè, những cái chi tiết rất là nhỏ. Đó, những chi tiết rất là nhỏ, mọi người nặng thoải mái. Nó không có bị bó buộc thời gian như là đất sét từ khô. Khi nào mình nặng xong hết tất cả sản phẩm mà bắt đầu đem nung thì nó sẽ ra thành phẩm của mình đó. Mọi người chỉ đắp, mọi người cần đắp một cái lớp mỏng thôi ha, để cho nó đỡ hao, cũng giống như là không có bị nứt nữa đó. Đây là sản phẩm từ đất
polymer. Rồi, đất polymer ha. Sau đó là mình sẽ giới thiệu tiếp cho mọi người một loại nữa, đó là đất sét sáp dầu. Đất sét sáp dầu là loại đất trái ngược với loại polymer, có nghĩa là khi mà mình tác dụng nhiệt độ cao lên nó sẽ mềm ra, nó mềm ra mình sẽ dễ thao tác hơn. Sau đó khi mình để ngoài nhiệt độ bình thường một thời gian nó sẽ cứng lại, nhưng mà nó chỉ cứng lại ở một cái độ cứng nhất định thôi nhau người, chứ nó không có cứng giống như là polymer mình nung lên đâu. Tại vì cái này thường thì mình chỉ áp dụng chỉ để làm phôi để đúc ra, làm phôi để đúc khuôn làm sản phẩm thôi, chứ chẳng ai dùng nó để làm sản phẩm bao giờ. Cho nên đất này mình có thể sử dụng được nhiều lần, ta sử dụng mình nặn xong mình đổ khuôn rồi mình lại sử dụng lại mình nặn tiếp đó. Đây mình có một loại Monster, đất sét sáp dầu của hãng Monster ha. Đây là mình có loại cứng, thật ra nó cũng không cứng lắm, nó vẫn mềm đâu rồi, rất dễ thao tác đó. Nó dẻo lắm, nó mềm, nó dẻo, rất dễ thao tác. Ở đây thì mình không dùng khung cũng được, mình có thể đắp một cái khối lớn bằng đất hết luôn cũng được, không cần dùng khung. Còn không thì mọi người cứ dùng khung, những cái chi tiết như là nhỏ, khúc dưới nhỏ, khúc trên to thì mọi người làm khung để cho cái khung nó đỡ được cái chi tiết lớn ở trên thôi. Còn không thì nếu mà không cần thiết thì mọi người sử dụng một khối đất này luôn cũng được, khỏi cần làm khung. Ở đây mình cũng có một cái sản phẩm được làm từ Monster đó. Đây, sản phẩm này thì mình nặn từ Monster, nó cái chi tiết của nó cũng ok, cũng rất là chi tiết đó. Này thì mình nặn để làm phôi thôi, sau đó thì mình sẽ đổ khuôn hoặc là mình dùng để tập nặn cho nó thành thạo thôi, chứ nó cũng không thể để làm thành phẩm được, nó cứ mềm như hoài này. Đó, nó mềm như hoài này, nó cũng không thể làm để thành phẩm được đó. Đây là Monster ha mọi người, bình thường nó sẽ dẻo, nung lên nó sẽ chảy, nó sẽ mềm, khô là nó sẽ dẻo tiếp đó. Đây mình cũng có một loại sáp dầu nữa, có hãng của hãng NSB gì đó mình mua bữa mình quên mất tên này. Đây mình mua đây, có gì mình chèn cái hình ảnh sản phẩm trên góc cho mọi người xem ha. Đây nó thì cũng giống như Monster vậy đó, nhưng mà nó màu xám, nó cũng có nhiều màu. Mà mua loại màu xám nó cũng là loại cứng, mình mua loại cứng nhưng mà nó cũng không cứng mấy. Đây nó vẫn mềm giống như là Monster vậy đó. Này là tại mình chưa nhào kỹ, nó hơi bị bở nha mọi người. Cái đất mình chưa nhào kỹ, mình bẻ nó vậy nè, bẻ nó bị bở, nó bị gãy vậy nè. Còn khi mà mua mình nhào kỹ là nó bị dẻo, mình cứ nhào kỹ đi, nhào một tí là nó sẽ rất là dẻo, mình rất là dễ thao tác đó. Này nó dẻo rồi nè đó. Thế là khi mà mình sử dụng đất này á thì mình đắp khối trước, sau đó là mình bắt đầu tỉa chi tiết thì thoải mái, không có bị mất chi tiết, không có bị gãy, không có gì hết, nó rất là dẻo. Với lại một cái thủ thuật nữa, khi mà mình nặn xong mình làm mịn bề mặt á thì nó sẽ có một cái loại dầu, cả đất này, cả đất polymer này luôn nha mọi người, mình đều sử dụng được loại dầu đó. Dầu đó đây, dầu đó mình sử dụng loại dầu thông ha. Đây là dầu thông, mọi người có thể xịt dầu thông là nó ra dầu thông. Khi mà mình nặn xong á, bề mặt nó sẽ không có bị, nó không có được mịn, nó kiểu giống như vậy nè, đó mọi người thấy không, lần lần vậy nè, đó nó sẽ không có được mịn. Khi mà mình nặn xong á, mình tạo chi tiết xong á, những cái đây là những cái vết của cái dụng cụ nặn mình để lại nè, nó không có được mịn. Sau đó mình sử dụng dầu thông này, hoặc là mọi người có thể sử dụng xăng Zippo cũng được, nhưng mà khuyến cáo thì nên sử dụng dầu này ha, tại vì dầu này nó không mùi, không màu. Không mùi, khó chịu. Còn Zippo thì nó rất là mùi, mọi người sử dụng nó rất là mùi, khó chịu. Mọi người đổ một ít dầu thông này lên bề mặt này, mọi người sử dụng cọ quét nó đi, quét qua quét lại, quét qua quét lại cả đất polymer, cả đất dầu, cả đất sáp dầu vẫn sử dụng được nha mọi người, vẫn sử dụng được cái dầu thông này. Mọi người dùng cọ quét qua quét lại một tí là nó sẽ mịn liền, này nó sẽ mịn giống như trên đây vậy nè, nó sẽ không có bị mấy cái đường do cái dụng cụ của mình ảnh hưởng nữa đó. Xong rồi ở vị trí nào cần mịn thì mình quét mịn, còn ở vị trí nào không cần mịn thì mình cứ để bình thường, để cái nếp này bình thường không sao hết đó. Đây là để làm mịn ha mọi người,
rồi sau đó mình có thành phẩm thôi, rồi đem đi đổ khuôn hoặc để dễ chưng cũng được, không sao hết, đem đi đổ khuôn. Đây là dầu thông ha mọi người, là dùng cò quét thôi. À, xong hai loại đất, hai loại đất. À, còn một loại thì chắc ai cũng biết rồi, loại đất đó là kiểu đất của ngày xưa mình đi học thầy cô cho tập nặng đó. Đất đó thì là đất sét này nè, đất sét giống kiểu đất sét mình thường gọi là đất sét bên cũ đó. Kiểu nó cứ cái tính chất nó cứ như vậy hoài nè mọi người, nó không có khô cũng không có cứng, nó cứ dẻo dẻo vậy nè. Mình mua về để tập nặng cũng được, mình mua về để bắt đầu tập đắp khối, tập nặng người, tập tỷ lệ, tập các kiểu. À, rồi tập nặng xong thì mình dùng nó để đổ khuôn cũng được, ví dụ như này, để đây đó, mình sẽ đắp khuôn, đắp khuôn, dùng đất sét này để đắp khuôn. Cái đất này rất là mềm, nó không ảnh hưởng gì tới cái đất monster của mình đó, không ảnh hưởng gì tới mấy cái loại đất kia hết đó. Xong mình đắp khuôn là mình đổ silicon thôi, mình tập nặng xong mình sử dụng nó để đắp khuôn cũng được. Loại này thì rất là rẻ, như một khối gì có 20-30 ngàn gì đó. Còn cái hộp này, còn cái hộp này thì nó là hình như mình nhớ không nhầm, nó là 1,4 kg cái rượu bia đó, nó tới một triệu rưỡi. Còn cái hộp này, hộp này là một bao 454 gram, nó tới dao động khoảng 420 ngàn. Thì loại loại này, loại của NSB NBS vậy này thì nó cũng xem với loại này thôi, cái nó tương đương ngang ngửa nhau thôi, không chênh lệch gì nhiều. Nó một cục, một cục gì nửa ký, hình như là nửa ký là 500 ngàn, 400 mấy 500 ngàn đó. Còn này 1,5 kg là 1,5 triệu. Hai cái nó xem nhau thôi. Rồi mọi người có thể tự chọn cho mình một loại đất ha, một loại đất để mình về mình tập nặng. Thường thì mọi người mới tập nặng thấy mọi người đa số sử dụng đất tự khô thôi, tại vì nó đơn giản hơn, không cần nung nấu, không cần gì hết, mình sử dụng, mình không cần tô màu luôn, mình pha màu sẵn trên đất, sau đó nặng rồi ra thành phẩm. Còn cái thằng này mình nặng xong là mình phải tô màu, còn thằng này thì chỉ để làm phôi thôi, không có nặng thành phẩm được. Rồi cảm ơn mọi người đã theo dõi video ha. Mọi người có thể tự chọn cho mình một loại đất phù hợp để về để tập nặng ha.